hắt hủi Messi và Ronaldo, Foden chỉ thẳng cầu thủ hay nhất hành tinh. Ngôi sao Manchester City, Phil Foden, đã hắt hủi Cristiano Ronaldo và Lionel Messi khi gọi tên cầu thủ xuất sắc nhất mà anh từng thấy. Ronaldo và Messi được nhiều người đánh giá là hai trong số những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử. Dù đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp nhưng họ vẫn đang thi đấu mạnh mẽ, ghi hơn 800 bàn thắng cho câu lạc bộ và tuyển quốc gia. Từng thi đấu cho một số câu lạc bộ mạnh nhất và giành được nhiều giải thưởng cá nhân và đồng đội, cả hai huyền thoại hiện đã rời khỏi châu Âu. Trong khi Ronaldo đang chơi cho đội bóng Al Nassr của Saudi Pro League thì Messi lại đang chinh phạt MLS trong màu áo Inter Miami. Tuy nhiên, Foden đã phớt lờ cả hai cầu thủ tiền bối khi gọi đồng đội ở Man City, Kevin De Bruyne là người xuất sắc nhất mà anh từng thấy. Ngôi sao sinh năm 2000 cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 9 năm 2022, theo 442. Điều đó thật khó khăn. Khi tôi xem bóng đá và lớn lên, tôi yêu David Silva nhưng nhìn thấy Kevin De Bruyne tập luyện hàng ngày. Những điều anh ấy làm tôi đã không thể tin được, có lẽ De Bruyne là cầu thủ giỏi nhất mà tôi từng chứng kiến. Rõ ràng, tôi còn rất trẻ khi được Manchester City săn đón và kể từ khi tập luyện, tôi đã yêu câu lạc bộ này. Tôi thích xem David Silva, người đã trở thành thần tượng của tôi và tôi đã ở đây kể từ đó. Foden đã giành được vô số danh hiệu tại Man City, bao gồm 5 Premier League và 1 UEFA Champions League. Anh được nhiều người đánh giá là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Mùa này, Foden cũng đóng vai trò là nhân tố chính của Man City trong cuộc đua danh hiệu. Trải qua 39 trận trên mọi đấu trường, chân sút sinh năm 2000 đã ghi được 19 bàn và đóng góp 10 đường kiến tạo cho The Citizens.